Sáng mùng một ôm, lén đặt thứ này lên bàn thờ, dầu nứt đá đổ vách, tiền bạc ùn ùn kéo đến. Xin kính chào quý khán thính giả đang theo dõi video trên kênh Quà Tặng Cuộc Sống. Quý vị thân mến, giao thừa là khoảnh khắc cực kỳ thiêng liêng, đánh dấu sự chuyển giao từ năm cũ qua năm mới. Từ xưa thì chúng ta luôn quan niệm rằng là năm hết Tết đến thì vị thần đương nhiệm năm nay sẽ bàn giao lại công việc cho vị thần kế nhiệm năm mới. Chính vì thế mới có ngày lễ cúng giao thừa nhằm mục đích tiễn thần cũ và đón thần mới. Mỗi một năm thiên đình sẽ thay đổi toàn bộ hệ thống nhân sự, quan quân trong năm dưới hạ giới. Thời khắc chuyển giao rất nhanh nên quan thường đứng ở ngoài trời chứng kiến lòng thành của gia chủ. Vì vậy mà nhiều gia đình đã chọn cách cúng giao thừa ngoài sân, trên vỉa hè hay ban công của ngôi nhà. Điều này có thật sự là đúng hay không thì gia chủ cần lưu ý điều gì thêm khi mà tiến hành cúng giao thừa, và bài văn cúng chuẩn sẽ như thế nào để đón phúc đức lộc tài cho gia đình mình, thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi chi tiết ở video này nhé. Số 1. Nhang hương. Nhiều người thường thắc mắc trong một gia đình thì nên có bao nhiêu bát nhang, bát hương, khi nào thì nên nhổ chân nhang, cách thắp nhang như thế nào cho đúng và ý nghĩa của việc làm này. Theo sư thầy Thích Minh Quang, một gia đình chỉ nên có một hoặc là ba bát nhang, bởi bát nhang chỉ là vật để cắm nhang nhưng mà dùng để thể hiện thành tâm của mình mà thôi. Thông thường thì chúng ta sẽ đợi đến ngày 23 tháng Chạp để hóa chân nhang. Tuy nhiên, thực tế thì không cần phải như vậy, bởi khi thắp nhang, hương là phần tinh túy, chân nhang và tàn nhang giống như là phần thừa. Thế nên khi bát hương nhiều chân nhang, gia chủ có thể nhổ bỏ. Khi mà nhổ chân nhang thì bạn cũng không cần thắp nhang mà chỉ cần khấn, con lại thần thủ công, lại các cụ hôm nay cho con được bao sái, tức dọn dẹp bàn thờ. Người nào kỹ tính hơn thì có thể dùng nước gừng vẩy vào bàn thờ để thể hiện cho sự thanh tịnh. Khi mà thắp nhang thì chúng ta thường thắp 3 nén, nhưng mà lưu ý là không nên cắm chụm lại, bởi 3 cây nhang biểu trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai. Cây thứ nhất thắp cho các cụ tổ tiên, tiên tổ đã mất trong đời quá khứ. Cây nhang thứ hai cầu cho đời mình, cho con cháu hiện tại được khỏe mạnh. Cây nhang thứ ba cầu cho con cháu chắc chít, tương lai được duy trì và tiếp nối. Thứ hai là đăng đèn. Trong đời sống hiện đại, nhiều hộ gia đình hay sử dụng nến hoặc là đèn điện để mà thắp sáng bàn thờ. Tuy nhiên, theo sư thầy Thích Minh Quang thì việc này không nên, và người dân nên để một đôi đèn dầu ở trên bàn thờ. Đèn dầu biểu tượng cho đèn lửa, đại diện cho trí tuệ chuyện đời. Nếu hai cây đèn thắp ở chùa thì một cây đại diện cho trí tuệ Phật, một cây đại diện cho trí tuệ chúng sinh. Hai cây đèn ở bàn thờ, một cây đèn đại diện cho trí tuệ của tổ tiên, một cây đại diện cho trí tuệ của con cháu tại thế. Tất cả là đều bình đẳng nối tiếp nhau đời đời. Thứ ba là quả. Nhiều người hay thắc mắc là hoặc tranh cãi về những loại quả nào sẽ được bay biển trên bàn thờ tổ tiên. Theo nhà nghiên cứu văn hóa Nguyễn Hùng Vĩ, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn Hà Nội, thì mâm ngũ quả vốn bắt đầu từ câu chuyện Phật giáo. Cụ thể, đây là 5 loại trái cây mà các tỳ khưu phải nấu chín hoặc là gọt vỏ mới được ăn. Đó là 1. Loại quả có hạt như là táo, hạnh, đào, mận. 2. Là loại quả có da như là dưa lê, dâu. 3. Là loại quả có vỏ như là dừa, hồ đào, thạch lựu. 4. Loại quả có vỏ sần, sùi như là tùng bách, tổ nhẫn. 5. Quả có góc cạnh như là ấu, các loại đậu lớn nhỏ. 5 loại trái cây trên đây vốn được dùng để cúng dâng trong pháp hội Vu Lan Bồn, sau dùng để cúng trong nghi lễ thờ Phật, trọng tra trong lễ tiết cúng tế nói chung. Sư thầy Thích Minh Quang cũng cho rằng là người dân có thể cúng quả gì cũng được, miễn sao gia chủ thành tâm muốn cúng dường chư thánh thần và tổ tiên. Điều quan trọng khi mà thực hiện việc này, tâm phải thanh tịnh thì đồ cúng mới thanh tịnh. Thứ tư, thực. Thực được hiểu theo hai nghĩa là đồ cúng gồm đồ chay và đồ mặn, và tấm lòng thành thực khi mà dân cúng đồ ăn lên tổ tiên.
Tuy nhiên là việc bày biện đồ cúng cần phải được lưu ý những điểm sau. Thứ nhất là bàn thờ là chỗ các cụ về nghỉ ngơi, nên người dân không nên bày đồ mặn ở trên đó. Bàn thờ chỉ nên là bày xôi, chè, hoa quả mà thôi. Thứ hai, với những gia chủ muốn cúng cả đồ chay và đồ mặn thì nên bày trên một chiếc ghế rồi đặt bàn thờ lên. Thứ năm, nước. Nước biểu tượng cho sự gột rửa, thanh lọc và thanh tịnh. Trên bàn thờ thì người dân nên đặt hai chai nước hoặc là hai chén nước nhỏ hai bên. Thứ sáu là hoa. Nhiều người cũng thường tranh cãi là nên bày hoa gì ở trên bàn thờ. Tuy vậy, người dân có thể bày những loại hoa mà mình thấy đẹp mắt, bất kể là hoa gì, lên bàn thờ tổ tiên, vì đó là những loại hoa mình thấy đẹp nhất, nên việc cúng dường thánh thờ tổ tiên cũng có ý nghĩa nhất. Tránh để những đồ vật này lên bàn thờ Tết, kẻo xui xẻo cả năm, tiền bạc đội nón ra đi, làm ăn thất bát. Vâng, thưa quý vị, bàn thờ linh thiêng nhất trong mỗi gia đình thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với tổ tiên. Vì thế, bàn thờ luôn là một không gian quan trọng, có ý nghĩa rất lớn trong đời sống tinh thần của con người. Trước khi đặt bất cứ vật gì lên bàn thờ, cũng nên suy xét kỹ. Có những thứ người thường coi là lộc nhưng mà không phải cứ là lộc thì có thể bày lên một cách tùy tiện. Có một số vật đặt lên bàn thờ dịp Tết Giáp Thìn 2024 này mang phong thủy xấu. Nếu không muốn gia đình kém may mắn, thậm chí là gặp hạn trong năm mới, xin mời các gia chủ hãy cùng theo dõi video dưới đây và loại bỏ chúng khỏi bàn thờ gia tiên ngay đi nhé. Đầu tiên, tiền cũ từ năm trước. Trong quan niệm của dân gian ta, nếu mà để tiền vàng còn dư vào cuối năm mà quên không khóa thì công việc của năm mới sẽ ngưng trệ, khó khăn, các thành viên trong nhà kém tài lộc. Trước hết, nếu gia đình có thói quen bày tiền vàng trên bàn thờ cả năm thì sau khi làm lễ cúng ông công ông táo, số tiền vàng đó cần được hóa tro, bởi để sang năm mới là điều không tốt. Bắt đầu từ lễ cúng giao thừa đón năm mới, các gia đình có thể sử dụng tiền thật để mà thắp hương lên tổ tiên với quan niệm lòng thành là trên hết, nên các bạn không cần phải đặt lên bàn thờ những tờ tiền có mệnh giá lớn. Chỉ cần những đồng tiền có mệnh giá nhỏ, tiền mới là đã thể hiện được tâm ý của gia chủ rồi. Thứ hai là hoa giả, quả giả. Theo phong thủy học thì các loại hoa giả mang tính âm vì được làm từ những vật liệu có sẵn nên là chúng không mang phong thủy tốt cho gia đình. Thông thường là để trang trí không gian nhà đẹp và mong muốn mang lại nhiều năng lượng tươi mới cho căn nhà thì việc sử dụng hoa tươi luôn được đề cao. Hơn hết là bàn thờ là nơi linh thiêng, thể hiện lòng thành kính của con cháu đối với ông bà tổ tiên. Chính vì vậy, nếu đặt những vật giả như là hoa quả bằng nhựa sẽ khiến không gian thờ cúng không thông thoáng và thanh tịnh. Vì thế, bạn hãy bày những lọ hoa và trái cây thật lên bàn thờ gia tiên vào dịp Tết để tạo không khí tươi mới, thoảng hương thơm của hoa lá vào ngày đầu xuân. Lưu ý các gia đình cũng không được đặt hoa héo và hoa khô. Các loại trái cây cũng nên tươi căng mọng trên bàn thờ vì những loại hoa này cũng mang phong thủy xấu, sẽ khiến mọi người trong nhà gặp nhiều xui rủi, công việc bất lợi. Về hoa Tết, hoa trên bàn thờ có thể cắm bình và hoa để trên đĩa. Đối với bàn thờ ngày Tết thì người ta thường duy trì cả hai loại này. Ngoài ra, để mang đậm không khí xuân cổ truyền, các gia đình thường cắm một cành đào hoặc là cành mai trong lọ sứ lớn để đặt trên bàn thờ. Ngày Tết, người ta thường dùng hoa bền màu có mùi hương thơm, không gây khó chịu cho mọi người như là hoa cúc, hoa hồng, hoa huệ, hoa sơn. Nhiều nhà có bàn thờ Phật riêng, hoa cúng Phật nên chọn hoa có màu vàng và màu đỏ. Nhiều mẫu đơn cúc vàng, hồng, đỏ, đó là những màu tượng trưng cho nhà Phật. Để bàn thờ được trang trọng, khi chọn hoa bày bàn thờ ngày Tết nên lựa kỹ từng bông, không nên chọn những hoa đã nở to mà chọn những bông hoa mới chớm nở. Muốn hoa được tươi lâu thì mọi người nên cho vào nước vài viên thuốc B1 để có dinh dưỡng. Đôi hoa khi mà bày hoa bàn thờ lên gia tiên ngày Tết không nên kết hợp quá nhiều loại hoa cùng lúc, sẽ giảm mất sự thanh tao, khiến bàn thờ mất thẩm mỹ. Đồng thời tránh chọn những loại hoa có gai sắc, nhiều sát khí hoặc là những loại hoa có mùi quá gắt. Thứ ba là cành vàng lá ngọc. Hiện nay nhiều người thường có thói quen đi lễ chùa hay mua cành vàng lá ngọc, đồ hàng mã đẹp để dâng cúng rồi lại xin lộc mang về chưng lên bàn thờ.
Tuy nhiên những đồ vật đó chúng ta thường không biết rõ xuất xứ nên không biết chỗ bảo quản. Bày bán nên chúng có thể không được sạch sẽ. Hoặc theo quan niệm trong dân gian, những cành vàng lá ngọc ấy có thể có vong. Vì vậy, chúng ta không nên mang những cành vàng lá ngọc xin được ở trên đền chùa, ở bất cứ nơi đâu, phải đặt trên bàn thờ nhà mình. Nếu muốn giữ lại những vật ấy thì các gia chủ có thể đặt chúng trong tủ kính. Hãy cắm vào một chiếc lọ để ở những nơi sạch sẽ, trang trọng trong nhà. Thứ tư là cành lộc hái đầu xuân năm mới. Mỗi dịp Tết đến xuân sang, ngày đầu năm mới, người Việt thường có tục hái lộc đầu năm, lấy lộc để mang may mắn tốt lành về nhà. Nhưng có nhiều người thấy cành lộc đẹp lại bay lên bàn thờ Phật, điều đó là điều đại kỵ. Theo quan niệm dân gian thì cành lá bên ngoài thường có ma quỷ trú ngụ, đem về nhà thì nên để ở ngoài cửa, mang vào nhà đã là không tốt, huống hồ còn mang lên bàn thờ Phật như thế là phạm tội bất kính, khiến bàn thờ Phật bị quấy nhiễu, không giữ được sự thanh tịnh. Bàn thờ gia tiên là nơi rất quan trọng, vô cùng linh thiêng nên không thể tùy tiện đặt mọi vật lên đó. Ngoài ra, để thể hiện sự thành tâm và mang phong thủy tốt cho bàn thờ của gia đình, bạn cần lau dọn đồ vật trên bàn thờ. Hoa quả khi mà thắp hương nên được rửa sạch sau những ngày Tết, vì thắp hương hàng ngày nên bàn thờ sẽ nhanh có nhiều tàn hương và bụi bẩn hơn. Hãy chú ý dọn dẹp bàn thờ cẩn thận và sạch sẽ để hút tài lộc vào gia đình bạn. Nhằm 3 ngày đại lộc này thì sẽ lau dọn bàn thờ, tỉa chân nhang, bề trên yêu quý gia chủ phát tài giàu to, tiền tiêu 3 đời không hết. Lau dọn bàn thờ cuối năm là việc quan trọng, không phải ai cũng tùy tiện thực hiện được. Điều quan trọng là làm các bước tuần tự như sau và nhớ là phải thành tâm. Theo văn hóa tâm linh phương Đông, việc lau dọn bàn thờ cuối năm vô cùng quan trọng, bởi đây là thời điểm đánh dấu kết thúc năm cũ, chuẩn bị chào đón năm mới. Có một điều không phải ai cũng biết, những bậc thầy phong thủy, nhà giàu có, đại gia hay là những người am hiểu phong thủy tâm linh vào dịp cuối năm, họ luôn coi trọng việc chọn ngày tốt, cách thức và quy trình thực hiện lau dọn bàn thờ gia tiên đúng chuẩn phong thủy, nhằm được gia tiên thần linh độ trì năm mới, làm ăn tấn tới, gia đình an vui. Cụ thể như thế nào? Xin mời quý vị hãy cùng theo dõi chi tiết. Đầu tiên, thời gian lau dọn bàn thờ cuối năm. Lau dọn bàn thờ cuối năm khi nào? Theo dân gian, việc dọn bát hương thường tiến hành vào sáng ngày 23 tháng Chạp hàng năm. Trước khi tiến hành thì gia chủ sẽ thắp hương, xin phép tất cả chân hương cả một năm nên được trút bớt, sau đó hóa cúng với tiền vàng. Tuy nhiên ngày nay thì ai cũng bận rộn, không thể nghỉ việc để ở nhà dọn dẹp. Do đó thời gian linh động hơn, gia chủ có thể tiến hành lau dọn bàn thờ tổ tiên vào một ngày khác phù hợp hơn, miễn sao là đảm bảo tấm lòng thành là được. Cụ thể với năm Tân Sửu như sau. Ngày giờ tốt lau dọn bàn thờ cuối năm Tân Sửu 2023 theo tử vi Việt, tháng Chạp, năm Tân Sửu có 3 ngày tốt. Các gia đình nên dọn dẹp bàn thờ cuối năm gồm ngày 24 tháng Chạp, tức ngày 26 tháng 1, 2024 dương lịch, là ngày tốt dọn dẹp bàn thờ tổ tiên để có một năm mới ấm no, hạnh phúc, vạn sự như ý, làm ăn phát đạt. Giờ tốt nhất trong ngày là giờ Thìn từ 7 đến 9 giờ, hoặc giờ Tỵ từ 9 đến 11 giờ, và giờ Mùi từ 13 đến 15 giờ. Ngày 28 tháng Chạp, tức là ngày 30 tháng 1, 2024 dương lịch, là ngày tốt để làm những việc lớn, mang đến niềm vui, may mắn, thuận lợi, tài lộc. Giờ tốt nhất để tiến hành lau dọn bàn thờ là từ 5 giờ đến 7 giờ, và giờ Mão từ 9 đến 11 giờ là giờ Tỵ, và từ 15 đến 17 giờ là giờ Thân, 19 đến 20 giờ là giờ Tuất. Ngày 29 tháng Chạp, tức ngày 31 tháng 1, 2024 dương lịch, đây cũng là một ngày hoàng đạo cuối cùng, bạn nên nhanh chóng dọn dẹp để tăng khí vượng cho gia đình. Những giờ tốt trong ngày này là giờ Thìn từ 7 đến 9, giờ Tỵ là từ 9 đến 11 giờ. Thứ hai, cách thức và trình tự sái tịnh bàn thờ cuối năm đúng chuẩn. 1. Chọn người tiến hành lau bàn thờ. Ai cũng có thể bao sái bàn thờ, nhưng nếu trong nhà chọn được người chỉnh chu, có tâm trong việc dọn thờ cúng thì rất tốt. Bởi bàn thờ tổ tiên là nơi linh thiêng, việc bao sái bàn thờ, tỉa chân hương cần làm tỉ mỉ, sạch sẽ và thành kính. Trước khi bao sái thì người được chọn nên tắm rửa sạch sẽ rồi hãy bắt đầu công việc. 2.
cầu thỉnh lời xin phép trước khi lau dọn. Trước khi sái tịnh bàn thờ, người xưa thường phải tắm rửa sạch sẽ, chuẩn bị đĩa hoa quả đặt lên, sau đó thắp một nén hương, thông báo cho tổ tiên và thần linh biết ngày hôm nay sẽ thu dọn bàn thờ, mời tổ tiên và thần linh tạm lánh sang một bên để con cháu thực hiện công việc. Đợi hương tàn hãy bắt đầu công việc. Ba là trình tự lau dọn bàn thờ theo chiều hướng nhất định. Nên lau dọn bàn thờ từ trên cao rồi mới xuống đến thấp. Lau các bức tượng nên dùng khăn mềm để tránh tượng bị xước hoặc là bay màu sơn. Đối với các bức tượng bằng đồng thì không nên lau rửa bằng rượu, cồn hoặc là hóa chất để tránh cho đồng khỏi bị oxy hóa, han rỉ thành màu xanh hoặc là nhanh bị xỉn. Khi làm sạch bụi rồi thì bước tiếp theo là thay nước ở các bình hoa và thay nước cúng. Hoa đã héo hoặc là đã tàn thì cần thay ngay sau khi lau dọn xong. Thắp ba nén hương rồi mời tổ tiên thần linh về quy tụ. Thứ ba, nguyên tắc cần nhớ khi mà lau dọn bàn thờ cuối năm. Thứ nhất, làm đổ vỡ vật dụng trên bàn thờ. Những đồ thờ cúng được đặt trên bàn thờ luôn được coi là rất linh thiêng. Đồ thờ cúng thể hiện sự trang nghiêm, thành kính của con cháu đối với gia tiên. Chính vì thế khi mà lau dọn bàn thờ cần đặc biệt cẩn thận, không để làm đổ vỡ những vật dụng trên bàn thờ. Theo quan niệm dân gian, nếu mà không cẩn thận làm đổ vỡ thì gia chủ sẽ gặp chuyện không may. Sự đổ vỡ bình thường đã không được coi là tốt lành, nên đồ thờ cúng bị đổ vỡ thì càng gây ra nỗi bất an, lo sợ những điều xui rủi có thể ập đến trong năm mới. Hai là tránh xê dịch bát hương. Người Việt coi bát hương là hình thức hội tụ tâm thức, là sợi dây vô hình liên kết cõi trần với cõi âm. Vì thế nếu mà di chuyển bát hương bừa bãi thì có thể làm đứt sợi dây liên kết ấy, khiến lòng thành không được chứng giám và gây ra xui rủi tai ương cho gia chủ. Theo quan niệm dân gian thì bát hương bị di chuyển tức là bị động. Nếu bát hương bị di chuyển sang hướng xấu, con cháu có thể gặp phải những điều không may mắn, chuyện học hành, công việc không thuận lợi. Bát hương có vai trò đặc biệt như thế nên trong quá trình lau dọn cần tránh xê dịch bát hương hoặc nhấc bát hương lên. Tốt nhất nên dùng một tay giữ cố định bát hương, tay còn lại dùng khăn lau đi những bụi bẩn bám trên thành bát hương. Trường hợp có sự cố bất khả kháng phải xê dịch các bức tượng đồ thờ hoặc bát hương thì khi lau dọn xong phải sám hối và hoàn nguyên đúng vị trí như ban đầu. Ba, tránh tỉa hết chân hương, dốc hết tro trong bát hương ra ngoài. Tỉa chân hương còn gọi là tỉa chân nhang là việc rút bỏ những chân hương đã cũ trong suốt một năm thờ cúng. Các gia đình thường tỉa chân nhang sau khi mà đã tiễn ông công ông táo về trời. Đây cũng là việc cần làm một cách thận trọng, tỉ mỉ, thành kính. Theo các chuyên gia phong thủy, rút hết chân hương rồi cầm bát hương đổ hết tro ra ngoài là cách làm sai, bởi vừa làm xê dịch bát hương vừa gây tán tài khi mà đổ ra ào ạt. Cách tỉa chân hương đúng là một tay giữ bát hương, một tay rút các chân hương thật là nhẹ nhàng để không làm tung tóe tro. Tỉa đến khi còn lại một số lẻ, thường là 3, 5, 7, 9 chân nhang là được. Còn cách lấy hương đúng là dùng thìa xúc tro cũ ra, lau sạch bát hương, rồi dùng tro mới đổ vào, mang ý nghĩa tiền vào như nước. Lưu ý với những bát hương của người đã mất nhưng chưa qua 3 năm, nếu là đàn ông thì để lại 7, còn đàn bà thì để lại 9 chân hương. Bát hương quan thần linh tỉa hết, chỉ giữ lại các số lẻ từ 3, 5, 7, 9 chân nhang. 4 là nên dùng khăn vải với chổi chuyên dụng khi mà lau dọn bàn thờ. Bàn thờ là nơi tôn kính thiêng liêng nên là những vật dụng dùng để lau dọn như là khăn vải, chổi nên là đồ mới hoặc là đồ cũ nhưng chỉ để dùng riêng cho việc lau dọn bàn thờ. Không sử dụng khăn vải, chổi đã qua sử dụng hoặc dùng cho các việc dọn dẹp hàng ngày vì chúng mang nhiều phế tạc, không đảm bảo sự tôn nghiêm cho nơi thờ cúng. 5 là nên dùng nước sạch, nước thảo dược để lau dọn. Các gia đình nên dùng nước sạch đã đun sôi để nguội để mà lau dọn bàn thờ. Nếu gia chủ cẩn thận hơn thì có thể dùng rượu trắng cho thêm một chút gừng củ giả nhuyễn hoặc nước đun từ 5 loại thảo dược là quế, hồi, gỗ vang, đinh hương, bạch đàn để làm sạch đồ thờ cúng. Khi mà lau rửa bài vị của tổ tiên thì phải dùng nước ấm, không được dùng nước lạnh, tuyệt đối không lau bài vị của tổ tiên trước bài vị của thần Phật. Người xưa quan niệm như vậy là bất kính mạo phạm với thần Phật,
thần Phật có ngôi vị cao hơn nên dễ khiến tổ tiên bị chèn ép. 6. Vật dụng cần thiết. Khi tiến hành lau dọn, cần chuẩn bị chổi khăn lau bàn thờ chuyên dụng hoặc dùng khăn chổi mới. Nên chuẩn bị một chiếc bàn bên trên trải vải hoặc là giấy đỏ để mà đặt bài vị. Nếu bàn thờ có đặt chung bài vị gia tiên và các vị thần thì phải để ra hai chỗ khác nhau, không được lẫn lộn. Hạ bát hương bài vị và các đồ thờ cúng xuống nơi sạch sẽ đã chuẩn bị trước. Chú ý đặt bát hương bài vị thần Phật và gia tiên riêng để không bị lẫn, rồi mới quét bụi bặm, lau rửa bàn thờ, đồ thờ cúng. Như vậy thì những điều tử vi số mệnh cung cấp trên đây sẽ giúp cho mọi người có những hiểu biết nhất định về thời gian cũng như là cách thức dọn dẹp bàn thờ ngày Tết chuẩn nhất. Những đúc kết từ xa xưa này sẽ giúp mọi người hạn chế tối đa được những điều cấm kỵ trong phong thủy, theo đó mà tránh được những điều xui rủi ngoài ý muốn. Tuy nhiên là các gia chủ nên giữ cho bàn thờ gia tiên được sạch sẽ trong cả năm, chứ không riêng gì dịp Tết đến xuân về, để khu vực tâm linh của gia đình luôn tràn đầy vận khí tốt lành. Cảm ơn sự quan tâm, yêu mến của quý vị. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.